Cây băng được trồng trên nương ven chân núi, bếp băng phẳng gần nhà. Tuy nhiên họ anh Lưu Xuân Thương, trưởng thôn Xá Trá, thì muốn cây băng tốt cho sản lượng cao thì khâu chọn đất trồng hết sức quan trọng. Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con tuler của Pialer có model là TX8800 Mark II. Thì đợt trước mình về được mấy con thì anh em cũng đã ủng hộ hết rồi. Hôm nay mình tuyển chọn được đúng một con này thôi anh em nhé. Nó đẹp xuất sắc này anh em ạ. Mặt phay nhôm và tất cả các lúng nút của nó anh em ngắm qua này. Đẹp lắm. Con này nó có cái level to nhỏ này. Đây là mình đang bắt đài FM anh em nhá. Nó có cả những cái ví dụ anh em dò đài đâu là đánh dấu, đây là lần sau anh em không phải dò nữa, cứ để đánh dấu đây. Đài FM của nó thì nó bắt được mấy kênh đấy anh em ạ. Đây một kênh nữa này. Và đây một kênh nữa này. Đấy. Và bây giờ mình chuyển về đây này. Mình đang để FM này. Bây giờ mình chuyển về AM nhé. Đây là mình đang đánh dấu ở đây này anh em này. Đấy, dò đến cái sóng này là tự nó đứng rất là đông. Nó có cái đèn này là Citadel, khi nào bắt chuẩn là nó nổi cái đèn lên. Thật sự mà nói thì và đây cái đèn nữa. Nó khó tả lắm bởi vì băng các chú đây này từng tham gia 81 ngày đêm từ thành cổ của chị. Con máy rất đẹp anh em nhá. Anh em có thể sưu tầm mấy con này là ghép cùng với con 8800 Pialer 8800 Mark II này, có đâm lý đấy. 8900 này, 8900 Mark II này và 9800 này, nó rất là đồng size anh em nhá. Đồng size với nhau mà rất đẹp. Không phải cứ có tiền mà sưu tầm được con này đâu. Cứ con Tuler 7800 Mark II thì rất nhiều. Nhưng mà con Tuler của 8800 Mark II thì là rất ít. Con này đẹp xuất sắc. Lúc bây giờ mình có 19 đôi thôi. Đấy nó có cái. Lúc bây giờ có thời điểm mà thanh niên rực lửa nhất đúng không ạ? Mình cũng chứng kiến cái khoảnh khắc mà của lịch sử đều ngóng chờ. Ngay cả khi mà tất cả máy tuyển chọn về cực kỳ là đẹp. Kể cả cái lắp lưng này của nó là nước sơn còn zin nguyên. Và đây là anten này để bắt đài AM này và FM thì câu một cái dây này. Và đây là toàn bộ máy móc của nó bên trong này anh em này. Vàng óng luôn. Như là vàng 4 số 9. Tất cả đèn đuốc của nó còn nguyên zin. Rất đẹp. Cho một con Tuler 8800 Mark II. Con này hoạt động hoàn hảo nhé, giá mình đang bán vẫn giá cũ là 2 triệu. Anh em nào sưu tầm thì alo cho mình. Rất nhiều anh em hỏi này. Bây giờ mình có một con này, anh em nào mà cần thì gọi điện cho mình. Đến với kênh của mình cho mình xin nút đăng ký kênh nhé. Xin chào tạm biệt anh em.